Tôi nói về em trường trước. Hôm nay em trường ca rất tốt, tốt hơn cái bữa một thì cái giọng em ca em hơi nó chinh dây, nó không được ăn lắm. Đêm nay thì em diễn tả tình cảm cái trong cái nhân vật đó cũng rất có truyền cảm, rất tốt. Thì hôm nay và tôi nói về em tiếp theo là em Nhường. Em Nhường thì đêm nay cũng phải nói là ca hay, ca tốt, cũng như cái lần đầu. Giọng em rất là ca, có tự tin, diễn rất là chững chạc, tự tin. Cái điều này nó tôi cũng có cả thấy cũng có cảm xúc rất tốt, khen ngợi em, cảm ơn em. Và em gặp tôi nói thành thật thì rất là khen em là giọng cổ em nữ, mẹ em ca chồng lên, chồng cao vút lên. Tôi nói đây là cái điều mà tôi rất là thích thú. Đêm nay em diễn ca coi như là tốt hơn đợt một, tốt hơn đợt một. Và em qua cái đoạn khúc đó, em viết cái câu rồi em qua đoạn khúc rất là hay, rất hay, rất nhẹ nhàng, nghe rất là êm dịu, dễ thương. Cảm ơn em. Xin chân trọng cảm ơn những lời nhận xét của nghệ sĩ Tuấn Minh Vương, và một lần nữa xin được chúc mừng ba thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình.